Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị Tiếp tục trong video clip này thì Điệp sẽ cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ được cập nhật từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 tuần này là từ ngày 17 cho tới ngày 21 tháng 6 Các thông tin sẽ được đề cập Đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ đã có đợt phát thư hiện phỏng vấn dành cho tháng 8 Thông tin thứ hai là tiếp tục cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh 2 a và diện K1 đến hôn, hôn phu hôn thề. Và thông tin thứ ba là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin về giới chú đầu tiên, lãnh sự quán Mỹ phát thư hiện phỏng vấn dành cho tháng 8. Vào ngày 20 tháng 6 thì lãnh sự quán đã có đợt phát thư hiện phỏng vấn là dành cho các diện CR và IR. Ngày phỏng vấn cho các hồ sơ này là trong tháng 8 và các hồ sơ này là họ đã có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Hiện tại thì qua đợt phát thư phỏng vấn kỳ này thì lãnh sự quán họ vẫn chưa giải quyết xong cho các hồ sơ hoàn thành trong 2 tháng này. Bởi vì theo cập nhật của Điệp thì hiện tại vẫn còn nhiều hồ sơ hoàn thành trong tháng 3 và tháng 4 vẫn đang chờ thư phỏng vấn. Cho nên nếu như hồ sơ câu chú và kênh anh chị chưa nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta kiên nhẫn chờ lãnh sự quán họ sắp xếp có thể là vào đợt tiếp theo, có thể là tháng sau họ sẽ phát thư và ngày phỏng vấn của chúng ta sẽ là vào trong tháng 9. Còn đối với các hồ sơ thuộc diện ép và đang chờ thư phỏng vấn thì trong tuần cuối tháng 6 là tuần sau có thể sẽ có thêm một đợt phát thư hẹn phỏng vấn như thường lệ bây giờ thì chúng ta nên chuẩn bị trước hồ sơ giấy tờ đặc biệt là chúng ta nên có cái địa chỉ email chúng ta kiểm tra xem đã có điền trên hệ thống hay chưa để chúng ta đảm bảo là khi có phát thư phỏng vấn thì chúng ta nhận được vào email hiện nay thì lãnh sự quán họ chỉ phát thư phỏng vấn qua hệ thống và nhận qua email thôi chúng ta in cái email đó ra để làm thư phỏng vấn bởi vì hiện nay thì lãnh sự quán họ không còn gửi thư phỏng vấn qua đường bưu điện như trước đây nữa Thông tin về giấy chú kế tiếp là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh ER2A về diện K1. Đối với lịch hẹn phỏng vấn lại, trên hệ thống hiện nay thì lãnh sự quán vẫn đang tạo điều kiện để cho các hồ sơ đặt ngày hẹn phỏng vấn trong tháng 7. Đây là loại lịch hẹn dành cho các hồ sơ đã từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức của lãnh sự quán gửi hoặc là trong ngày phỏng vấn thì không đem đầy đủ giấy tờ, cho nên lãnh sự quán họ yêu cầu là về đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới trên hệ thống. Đối với lịch phỏng vấn diện cao 1 hôn phu hôn thê, ngày 21 tháng 6 lãnh sự quán đã mở chỗ hẹn dành cho diện cao 1. Các ngày phỏng vấn cho diện cao 1 là trong tháng 8, từ ngày 1 cho tới ngày 29 của tháng 8. Còn lịch bổ sung giấy xanh R2A, trên hệ thống hiện nay thì còn chỗ dành cho tháng 7. Đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng và gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hiện phỏng vấn chính thức và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hiện phỏng vấn là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo trung tâm visa NVC đã cập nhật, bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn chống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo cập nhật của trung tâm visa NVC, tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, visa diện B1 B2 du lịch và công tác. Thời gian chờ hiện nay rất ngắn, chỉ có 6 ngày là có buổi hiện phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ cũng chỉ là 6 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ là 5 ngày. Còn cập nhật tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, visa diện B1 B2 du lịch và công tác Thời gian chờ hiện nay là một tháng là 32 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 21 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ là 6 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của đẹp nha và cũng như là bấm nút xe để nhiều người biết thêm về thông tin này cảm ơn cô chú và các anh chị